khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 117: Đinh đinh đan đan luyện lâu thành thép. Ở Hoành Sơn Hồ Nam có một người thợ rèn, cả nhà 4 người. Ông có một bà vợ và 2 đứa con. Nếu một ngày không làm việc thì ngày đó không có cái gì để ăn, đời sống rất khổ, ngày ngày phải làm việc khổ cực, kiếm một ít tiền để sống qua ngày. Ông chính mình biết được khổ. Chính mình biết được khổ là chân thật giác ngộ rồi. Có một ngày, có một người xuất gia đi ngang qua nhà ông. Ông thấy rất hoan hỷ, liền mời người xuất gia đó vào trong lò rèn của ông ngồi một lát. Ông liền hỏi vị ấy rằng: đời sống của tôi quá khổ rồi, có cách gì cứu được tôi không? Hơn nữa còn đưa ra một vấn đề: tôi muốn học Phật, nhưng tôi không có tiền để bố thí cúng dường. Công việc của chính mình cũng không thể dừng lại, không thể lãng phí thời gian của tôi. Tôi thì lại không có tiền để bỏ ra. Ông có cách gì để cứu được tôi không? Vị pháp sư này nói với ông ấy rằng: chỉ cần niệm Phật, cầu sanh tịnh độ thì được rồi. Niệm A Di Đà Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái sự việc này không cần phải tốn tiền, cũng không cần ra ngoài chạy đến các chùa miếu để lỡ mất thời gian của ông. Sau khi ông nghe rồi rất vui mừng, liền làm theo. Mỗi ngày luyện thép, mỗi lần đánh búa xuống, ông niệm A Di Đà Phật. Khi nhấc búa lên thì A Di Đà Phật. Khi đưa thép vào lò thì A Di Đà Phật. Lấy ra thì A Di Đà Phật. Một ngày từ sớm đến tối đều chính là A Di Đà Phật. Vợ của ông ở bên cạnh nhìn thấy nói: ông cả ngày luyện thép đã mệt rồi, trong miệng còn niệm A Di Đà Phật, không phải là càng mệt hay sao? Ông nói: lúc trước tôi thật rất mệt, bây giờ vừa niệm A Di Đà Phật thì tinh thần tăng thêm gấp bội mà không hề mệt. Như vậy mà luyện qua 3 năm. Có một hôm ông nói với vợ ông rằng: tôi sắp đi về nhà rồi. Và ông nói: đây không phải là nhà của ông sao? Ông nói: nhà của tôi là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi nói rồi tiếp tục luyện thép. Luyện qua một lúc, ông đọc lên một bài kệ: con người này không có đi học, không biết chữ. Lúc lâm chung lưu lại một bài kệ rằng: đinh đinh đan đan luyện lâu thành thép, Thái Bình gần kề tôi về Tây Phương. Rồi buông cây thép xuống, đứng mà vãng sanh. Khi vãng sanh, trong nhà tràn ngập mùi hương lạ, hàng xóm lân cận đều đến xem người niệm Phật đứng mà ra đi. Cho nên cả vùng Hoành Dương phong khí niệm Phật rất là tốt. Chính là ông ở nơi đó đã làm ra tấm gương tốt. Người không biết chữ, niệm Phật 3 năm liền ra đi, đi được tự tại đến như vậy, 3 năm thì thành công. A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.